Chào mọi người nhé, hôm nay mình sẽ dẫn các bạn đi câu lươn. Ở đây là một cái hang mình đã từng tự.
Bây giờ mới về đến nhà này. Bao nhiêu hành trang đây. Bây giờ mình sẽ kiểm tra nhé. Có được bao nhiêu? Mình sẽ đặt cái máy quay. Xả đấy chứ. Rất nhiều con to. Được 5 con. Có con mình không quay kịp nên là bỏ nhỡ mất một con. Nếu các bạn thấy hay thì ủng hộ mình nhé. Đây chỉ là đam mê thôi. Mình quay lại cho các bạn xem thôi. Thôi. Xin chào. Hẹn gặp lại. Lên đồng các bạn nhá. Bạn xem được vài cân nhá. Xong mình sẽ trừ đi xong.